chương 4 tương ưng ác ma phẩm thứ 3. Bài kinh này đầy kịch tính và mang nhiều ý nghĩa tế nhị. Tôn giả Gotika đạt thiền chứng nhưng thối thất nhiều lần do thân bệnh. Cuối cùng vị này chọn cách viên sinh khi tâm thiền chưa mất. Ngay giây phút mệnh chung tệ quán sanh khởi, chứng thánh quả vô sinh. Ác ma với bản chất cố hữu muốn tôn giả Gotika tiếp tục sống, sống trong cương tọa của ma, nên muốn dùng sự can thiệp của Đức Phật. Đức Phật không bao giờ khuyến khích sự tự sát như một phương cách để chấm dứt sanh tử, nhưng Ngài ghi nhận có những trường hợp hiếm hoi một người vừa kết liễu mạng sống đồng thời đoạn tận kiết sử, viên tịch niết bàn. Cái chết trong dòng trầm luân sanh tử và sự viên tịch niết bàn không dễ dàng cho phàm phu phân biệt. Ác ma không bao giờ tìm được hướng đi của bậc vô kích. Kinh văn: Tôi được nghe như vậy, thời ấy Đức Thế Tôn trú ở Ra Chát Gá Há tại Trúc Lâm, chỗ Kalan Dakani Hòa Bá, nơi cho sóc ăn. Lúc bấy giờ, tôn giả Gotika trú tại triền núi Isigili Hắc Thạch. Rồi tôn giả Gotika sống nhiệt tâm, tinh cần, không sao lãng, chứng được tâm thái giải thoát nhất thời. Nhưng vì thân bệnh nên tôn giả Gotika lại thối thất tâm thái, thối thất tâm thái giải thoát nhất thời ấy. Rồi tôn giả Gotika sống nhiệt tâm, tinh cần, không sao lãng, chứng được tâm thái giải thoát nhất thời. Lần thứ hai tôn giả Gotika lại thối thất tâm giải thoát nhất thời ấy. Lần thứ ba tôn giả Gotika vân vân thối thất tâm thái giải thoát nhất thời ấy. Lần thứ tư tôn giả Gotika vân vân thối thất tâm thái giải thoát nhất thời ấy. Lần thứ năm tôn giả Gotika vân vân thất tâm giải thoát nhất thời ấy. Lần thứ sáu tôn giả Gotika vân vân thối thất tâm giải thoát nhất thời ấy. Lần thứ bảy rồi tôn giả Gotika sống nhiệt tâm, tinh cần, không sao lãng, chứng được tâm thái giải thoát nhất thời. Bây giờ tôn giả Gotika suy nghĩ, cho đến lần thứ sáu ta bị thối thất nhất thời tâm giải thoát, vậy nay ta hãy dùng dao cạo tự sát. Rồi ác ma với tâm mình biết được suy nghĩ của tôn giả Gotika, liền đi đến đến Thế Tôn nói với Ngài bằng kệ ngôn: Bậc đại hùng, đại trí, đại uy lực, đại danh, đoạn hiềm hận sợ hãi, con lệ chân pháp nhãn. Ôi hỡi bậc đại hùng, đấng chinh phục tự thần, đệ tử Ngài muốn chết đang liệu toan tự vẫn. Hãy ăn vị ấy, hỡi đấng vô lượng quang. Sao thế bậc Thế Tôn, đệ tử vui trong pháp tu đệ chứng nội hàm, tự sát bậc đại danh. Ngay lúc ấy tôn giả Gotika đã dùng dao cạo tự sát. Rồi Thế Tôn biết đây là ác ma, liền nổi lên kệ ngôn: Tịnh giả làm như vậy không bám hiếu sự sống, nhổ tận gốc cái khác ái, Gotika viên tịch. Rồi Thế Tôn gọi chư tỳ khưu: Này các tỳ khưu, chúng ta hãy đi đến triền núi Isigili Hắc Thạch, tại chỗ thiện nam tử Gotika đã tự sát bằng dao cạo. Chư tỳ khưu trả lời: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu đi đến triền núi Isigili Hắc Thạch. Từ xa Đức Thế Tôn trông thấy tôn giả Gotika nằm trên giường với dai xoay nghiêng. Lúc ấy
thấy một là đang lượn quanh đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới. Đức Thế Tôn nói với chư tỳ khưu: Này chư tỳ khưu, có thấy một làn khói đen lượn quanh đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới? Bạch ngài, quả như vậy. Này chư tỳ khưu, đó chính là ác ma đang truy tìm thần thức của thiền nam tử Gotika. Thần thức của thiền nam tử đang trụ ở đâu? Hỡi chư tỳ khưu, thiền nam tử Gotika đã viên tịch với thức vô sở trụ. Rồi ác ma tay ôm thất huyền cầm màu vàng, đi đến Thế Tôn nói lên kệ ngôn: Trên, dưới và chiều ngang bốn phương và chính giữa, ta tìm nhưng không thấy Gotika đi đâu. Thế Tôn bậc tịnh giả tịnh lặng, thiền giả vui trong thiền, thể nhập ngài như đêm không ai chấp sự sống. Tạ chiến thắng ma quân không trở lui sanh hữu, nhổ tận gốc khát ái Gotika viên tịch. Với vô vàng sầu muộn, huyền cầm rơi khỏi nách, dạ so thất vọng lập tức biến mất tại nơi ấy. Thích văn: Maha quỳ rá, Maha bành nhá, thưa bậc đại hùng đại trí, ích thi già Yasacha, Yasacha Chala bậc uy thần rạng danh, sắp ba quê Rapaya tỳ tá bậc vượt qua tất cả sợ hãi oan trái, ba đê quanh đa mỹ chách khu má con đảnh lệ đấng pháp nhãn, sa quá cô tê ma hà rì ra ma hà quỳ ra ma ra nằng ma ra nà phi phù a cành khách tị chê tắc giác tị. Hỡi bậc đã chinh phục tự thần, đệ tử của ngài đã mong tìm cái chết. Tăng ni sê tha chú tin tha ra, hãy ngăn cản vị ấy, hãy đấng quang minh. Các hành hi hoa ga hoa tùy hằng xa quá cô xa xa nề ra tờ bạch Đức Thế Tôn, làm sao một đệ tử hoan hỷ trong giáo pháp áp bát ta áp bát tâm mà na sô sát khô tu tập bằng cầu sự chứng đạt nội tại ca lăng ca di ra ca nề sư ta tí đại kết liễu kiếp sống, hỡi bậc vang danh. Ê quanh hi thi ra khúc bàn tí, hành trang của tịnh giả là vậy. Na canh khanh tí chi vi tăng, không bám víu sự sống. Sa mô lăng tàn ha mắc bì ha, nhổ tận gốc ái chắc. Gô thi cơ ba ri ba đi niết bút tô tí gô thi cá viên tịch út thằng a thờ catari dân, trên dưới và chiều ngang đi xa a nước đi xa xò hằng bốn phương và chính giữa, anh quê sang na thi gách trà mi, tôi tìm khắp nơi không thấy gô thi cô sơ cứu hình gách tô tí gô thi cá đã đi đâu. Gô thi rô thi tí sang bành bành nô bậc tịnh giả kiên định, cha di cha na ra tơ sát đa thiền giả luôn tịnh lạc trong thiền, á hô rất tăng anu yun chăng thể nhập cả thể nhập ngày và đêm, chi vi tăng anika mai rằng không ai chấp cuộc sống, chê to năm mắt chú nô xê năng đã chiến thắng ma quân, Anna gành to nô nắp hoa quăng
không trở lại sanh hữu. Samo lăng tan hát mắt bi hát nhổ tận gốc khác ái. Gơ thi cơ ba đi nít bu tờ tí gơ thi cá chứng niết bàn. Thích nghĩa cụm từ sa ma di ca chề tờ vi mút tí tâm thái giải thoát nhất thời chỉ cho thiền chứng hiệp thế. Lơ ki gia sa ma bách tí là trạng thái thiền chỉ tịnh. Tôn giả duy thi cá chứng thiền nhưng do thân bệnh nên không an trú lâu được trong thiền. Kinh điển ghi nhận một số trường hợp sự tu tập của tâm bị chi phối bởi điều kiện của thân. Cụm từ sắc thắc ma sắc thầm a ra rầy răng đem lại con dao là thành ngữ chỉ cho sự nguyên sinh. Theo sớ giải thì tôn giả Gotika sau nhiều lần trồi sụp trong thiền chứng đã quyết định tự sát khi tâm thiền chưa thối thất. Theo sớ giải thì ác ma nghĩ rằng vị này chẳng màng sự sống mà thân xác nên có thể chứng A-la-hán vị, dùng sự can thiệp của bậc đạo sư để ngăn cản. Cụm từ Chane Sutta Chicha Chicha Ne Visut Sutta quan danh thiên hạ được ác ma dùng theo cách đãi bôi để ca ngợi Phật cũng như nhiều mỹ từ xương tán khác trong bài kinh. Ác ma thường gọi Phật là Sa Môn. Sớ giải dùng thuật Chi Vita Sama Sili. Dạ không đọc sai rồi. Chi Vata Sama Sili chỉ cho sự kết liễu song song của kiếp sống và phiền não. Ngài Tịnh Sự dịch là hắc đạo tột mạng. Nói cách khác là có ích vị chấm dứt sanh tử đồng thời với mạng sống. Sớ giải cũng giải thích sự trạng vi tắc tắc thành thành tích pariwat tắc thành thành chỉ cho di thể của tôn giả Gotika trong tư thế phần dưới nằm ngửa, phần trên nằm nghiêng. Nằm giữa khi tự sát và nằm nghiêng là cách nằm chánh niệm thường ngày. Sớ giải ghi rõ huynh nhà ná ở đây dịch là thần thức chỉ cho thức tái sanh. Patisan thi chít tá thực ngữ áp patit thê ná ở đây dịch là vô sở trụ chỉ cho sự không sanh khởi của thức tái sanh một cách nó chỉ cho sự tịnh tịnh niết bàn. Tịnh niết bàn không nên hiểu là có một thứ tâm thức vô sở trụ. Thuật ngữ giác khá thường phiên âm là dạ so chỉ cho loài hoa xanh có uy lực kể cả thiên trụ đế thích và ác ma. Hòa thượng giác đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính đảnh lễ của ngài hòa thượng Tuệ Siêu thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha dạ. Còn kính dân mít đến ngài. Anh đọc một bức thời nhé. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ tăng chúng, kính chào hòa thượng giác đẳng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, đã lâu rồi chúng tôi mới được giảng tương bộ kinh. Cũng cảm ơn thượng tọa Tuệ Viền đã bỏ cái nhiệm sở cho nên chúng tôi mới có dịp để chúng tôi giảng tương bộ kinh. Hôm nay
Chúng ta học một bài kinh của tôn giả Gotika. Câu bài kinh nó cũng có nhiều cái tình tiết cũng khá hấp dẫn. Và mai mốt này nữa, chúng ta học kinh Pháp Cú, chúng ta sẽ gặp lại một bài kệ Pháp Cú với cái duyên sự là tôn giả Vô Thí Cá này. Cũng hay thưa quý vị, tôn giả Vô Thí Cá là một vị tỳ kheo tinh tấn chứ không phải là dễ vui. Vì tôn giả đã chứng được thiền hiệp thế, nhưng mà vì thân bệnh tật cho nên tôn giả cảm thấy chán nản, cho nên sau nhiều lần tôn giả cố gắng để an trú trong thiền chứng và vượt qua, nhưng mà cái tâm cũng vẫn thối thất. Đến lần thứ bảy thì tôn giả Gotika đã quyết định là Islam. Mà ở trong kinh thì chúng ta thường dùng cái thành ngữ gọi là đem đến một con dao. Sắc thân Ahariya đem đến một con dao. Và chúng ta phải hiểu cái thành ngữ này có nghĩa là tự sát. Và ở đây chứ cũng có một cái tình tiết mình cũng buồn cười. Là bình thường lắm mà đúng với những vị tỳ kheo tỳ kheo ni mà tu tập thôi, thì lắm mà hay đến quấy phá để làm cho tâm vị đó hoảng loạn, muốn tâm vị đó hoảng loạn. Nhưng mà trong trường hợp này thì ác ma với bản chất cố hữu là muốn giả Vô Thí Cá tiếp tục sống, sống trong cương tỏa của ma. Nên đã đi đến Đức Phật và cầu xin Đức Phật là hãy ngăn cản. Cũng có ngài là Vô Thí Cá đừng có cho tự sát. Ba muốn can thiệp với Đức Phật để lôi kéo tôn giả Vô Thí Cá vẫn sống trong cái cương tỏa của mình. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật là biết rõ đây là ác ma,
Cho nên Ngài đã nói lên những điều mà khiến cho ác ma thất vọng. Vì Đức Phật Ngài không bao giờ khuyến khích cái sự tự sát. Như là một phương cách để chấm dứt sinh tử luân hồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài biết rõ trường hợp của tôn giả Gotika dùng con dao tự sát trước khi chết. Tôn giả Gotika phát triển minh tuệ và chứng quả A-la-hán viên tịch. Ngài biết rõ điều đó, cho nên Ngài đã nói với ác ma, như chúng ta đã được nghe cái những cái bài kệ giả làm như vậy không bám biếu sự sống, nhổ tận gốc khát ái vô thi các viên tịch. Ngài trả lời với ác ma như vậy. Ác ma lại một lần nữa là bị thất vọng, bởi vì Đức Phật thì không có can thiệp vào cái sự vụ này. Rồi Đức Phật Ngài bảo các chúng tỳ kheo hãy cùng với Ngài đi đến Isili. Là một cái vùng núi nơi mà tôn giả Gotika đã ngủ. Và cái vùng núi này, trong cái hang này đó, là đá đen, cho nên gọi là thật. Tuy nhiên cái chữ Isigli, chúng ta phải hiểu chữ Gili có nghĩa là nút, nút trọng. Ý sĩ là những vị ẩn sĩ. Tại vì cái vùng núi này xưa kia, trong cái thời mà không Đức Phật này chưa có xuất hiện, thì có những vị độc khi mà các ngài xuất viên tịch, thì các vị độc giác đó Ngài đã đi lên trên núi này. Và người ta thấy chỉ có đi lên mà không có đi xuống. Người ta gọi các vị độc giác đó là những vị ẩn sĩ Isi. Cho nên người ta mới đặt cái địa danh cái nơi núi đó là Isi Lý, hay là thôn tiên. Nếu dịch theo chữ là thôn tiên, là cái hòn núi, cái ngọn núi mà nuốt hay là nuốt chửng các vị ẩn sĩ. Thì khi đó Đức Phật Ngài cùng với chúng tỳ kheo đi đến nơi này. Mà khi đi đến triền núi Isigli
từ xa Đức Thế Tôn đã trông thấy tôn giả Gotika nằm trên giường. Với vai xoay nghiêng, lúc ấy có một làn khói đen lượn quanh phía đông, về phía tây, rồi về phía bắc, đi về phía nam, lượn ở trên và đi về phía dưới. Lúc đó Đức Phật Tài mới hỏi các tỳ kheo có thấy cái luồng khối đó không? Thì các vị tỳ kheo đáp là có thấy. Đức Phật Tài báo cho các vị tỳ kheo biết đó chính là ác ma đang truy tìm. Cái tướng kiến sanh của thị nam tử Gotika. Lúc đó các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật là thức của Vô Thi Cá trú ở đâu, đang trụ ở đâu. Thì Đức Phật cảm bảo rằng này các tỳ kheo, thị nam tử Vô Thi Cá đã viên tịch với thức vô sở trụ. Ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ gọi là thức vô sở trụ apatithite đó, vinyane đó, với thức vô sở trụ. Thì chúng ta đừng có hiểu lầm là có một loại thức vô sở trụ mà có nghĩa là không có cái chủ trụ cho tâm thức, nghĩa là thức tái sinh không còn nữa. Ý nói vị này đã viên tịch đến vô sở trụ đó. Ông vừa tiếp thích Quỳnh Gia Năng, nó cũng đồng nghĩa với cái chữ chúng ta đọc ở trong Kinh Pháp Cú, cái câu mà Ape Tắc Quỳnh Gia Nô, tức là cái thức đã mất, thức đã mất, đã lìa bỏ thân xác. Ở trong tiếng Bali, thưa quý vị, nó có rất nhiều thành ngữ. Và những cái thành ngữ đó, nếu chúng ta tách rời ra từng phần, từng thành phần, thì chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Nhưng mà khi chúng ta ghép chung lại, nó trở thành cái samasa, tức là dân hợp thể hay là phước học ngữ, thì trong cái phước học ngữ đó có đôi khi đồng trạng phước học ngữ hay là liên hệ phước học ngữ, thì chúng ta phải hiểu nghĩa bóng để chúng ta nắm rõ được cái ý nghĩa này. Thì lúc bây giờ ác ma đi đến Đức Thế Tôn và nói rằng trên dưới và bề ngang, chiều ngang, bốn phương và chính giữa, ta tìm như không thấy Vô Thi Cá ở đâu.
Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng bậc tịnh giả tĩnh lặng thì giả vui trong thiền, thể nhập ngày như đêm, không ái chấp sự sống, đã chiến thắng ba quân, không trở lui sanh hữu, dỗ tận gốc khác ái, vô thì cả viên tịch. Rồi ác ma vô vàng sầu muộn, đàn quyền cầm rơi khỏi đất, và ác ma thất vọng biến tại chỗ. Thì thưa quý vị, ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, chúng ta có những vấn đề mà chúng ta phải biết. Thứ nhất là chúng ta đề cập đến Samajikam Chetavibhuti, hay thời hạn tâm giải thoát, hay là nhất tâm giải thoát. Cái danh từ này được chỉ cho ám chỉ cho cái việc mà chỉ chứng thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền nghiệp thế đó, Lokiyacchana. Bởi vì ở đây chúng ta có hai cái sự giải thoát. Là Samaya Vibhuti và Asamaya Vibhuti. Thời giải thoát và vô thời hạn giải thoát. Vô thời hạn đó tức là cái việc mà giải thoát bằng cái tâm siêu thế, cái tâm đạo tâm quả. Một khi đã chứng được tâm đạo tâm quả rồi thì không bao giờ mà thiền định hay đạo, không bao giờ cái tâm đạo quả đó nó bị hoại hay bị mất. Còn cái mà thời hạn giải thoát đó, là cái sự giải thoát của tâm thoát khỏi những cái phát triển cái, tức là tham dục sân hận, hung thủy trả hối và hoài nghi. Chính là trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Chính không vi xứ, thứ không vi xứ, vô sự xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Nhưng mà một người mà chứng thiền như vậy đó, mà họ chưa chứng đạo quả thì thiền nó có thể bị hoại, như là đê qua đá tá. Đã chứng được thiền ngũ thông nhưng sau đó với một cái tham vọng quá đáng, muốn trưởng quản giáo hội tăng già, thay quyền Đức Thế Tôn, thay Đức Thế Tôn, nên ông ta đã quậy thiệt và mất thần thông. Ví như ở trên đường đi chỗ cỏ mọc,
Nếu mà người ta đem được một cái phiến đá đè lên cỏ đó để làm cái chỗ bước đi, thì cái chỗ nào mà đá dằn lên thì cỏ nó không có mọc, cỏ đâu có mọc được xuyên qua. Nhưng một thời gian sau khi mà cái tảng đá đó được xây dựng, được di chuyển, thì cái chỗ này cỏ nó lại mọc lên tiếp. Bởi vì thời giải thoát Sliyam Nguyên Quốc Tiến chưa có nhổ tận gốc được phiền não, chỉ là cái tâm an định đó cứ đi mà thôi. Khi mà cái tinh thiền chứng này bị phiền não tấn công thì thiền chứng đâu có thể bí hoài, nghĩa là nó chỉ có thời hạn. Trường hợp mà tôn giả Khô Thi Cá lúc ban đầu cũng chứng được thiền hiệp thế, cho nên gọi là nhất thời tâm giải thoát. Cho đến khi mà tôn giả Khô Thi Cá nó dùng cái con dao để mà tự sát, khi cái chuyện đó từng diễn biến mồ mỏi kiệt sức cho đến chết, thì vị này vẫn chú tâm chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì tu tập đã quen rồi thôi, thì dầu gì nữa thì vị này cũng đã thuần thục trong cái phép định. Để đạt đến cái trạng thái gọi là Appana Samadhi. Do vậy cho nên cái sự mà định tâm để trợ duyên cho chánh niệm và tỉnh giác, sắp tiết sắp mà tỉnh giác, chuyện đó nó dễ cho người tâm nó không bị loạn động. Thì cái vấn đề thứ hai đó, chúng tôi muốn nói ở đây là cái vấn đề những người đệ tử Phật tự sát là có tội hay không có tội, mang nghiệp hay không mang nghiệp. Vấn đề này còn cũng có nhiều tranh cãi, nhưng mà chúng ta không cần phải tranh cãi làm gì. Chúng ta hãy y chỉ nơi Đức Phật. Đức Phật như thế nào thì chúng ta nên thọ trì như thế đó. Có những vị pháp sư nói rằng nếu mà tự sát á, cũng mang cái nghiệp sát sanh, và bị cái quả là nương thân kiếp không được sanh làm người. Cái này thì chúng tôi chưa có gặp ở trong tâm tạng, chúng tôi đọc trong kinh điển chúng tôi chưa có gặp. Và nếu như cái việc mà tự sát nó có hậu quả nghiêm trọng như vậy đó, thì Đức Phật Ngài đã chế định cái hợp giới rồi, hay là Ngài đã ngăn cản các vị tỳ kheo rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng ở trong cuộc đời này, mặc dù ít có trường hợp xảy ra, thế nhưng nó vẫn có trường hợp ngoại lệ
Một người nếu như trong lúc mà họ tự sát mà tim của họ vững vàng, họ an trú trong cái đề mục khổ quán Dukkha Vipassana hay là Dukkha Vipassana, tùy quán được sự khổ và chứng được đạo quả, thế vậy là quá tốt. Như vậy quá tốt, cái chết nó không có lỗi lầm. Nhưng mà Đức Phật này cũng không có khuyến khích là dùng cái phương tiện tự sát để mà chấm dứt cái sự sinh tử, không, cũng không phải là trường hợp đó đâu. Tự sát không phải là cái phương, cái giải pháp để mà chấm dứt sinh tử luân hồi, nhưng mà cũng không thể phủ nhận hoàn toàn về cái việc mà một vị có khả năng chứng đạo quả khi mà cái chết gần kề do tự sát, như trường hợp này khu Thích Cá chẳng hạn. Cho nên ở đây đó, chúng ta đừng bao giờ chúng ta tự sát là một hành động mang nghiệp và sẽ đọa xuống địa ngục 500 kiếp không có thể sanh làm người. Điều này chúng ta chưa có xác định được, phải tùy theo xem coi cái người tự sát đó họ chết cái kiểu như thế nào, với cái tâm như thế nào. Đức Phật ngài xác định được, ngài xác định cho các vị tỳ kheo biết là cái chết của tỳ kheo Vô Thích Cá không có lỗi lầm. Một trường hợp tương tự là cái trường hợp của tỳ kheo Quốc Cơ Lý cũng là tự sát. Đức Phật ngài tuyên bố rằng cái chết của các vị đó là không có tội, không có tội lỗi, không có lỗi lầm. Cho nên ở đây cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng tôi có học Phật pháp, học Thánh pháp, là chúng tôi phải biết rõ cái gì nó cũng tùy theo cái mức độ tu thường gây duyên của các vị đó. Và cái cận tử nghiệp hay là cái lộ tâm cận tử của vị đó khởi lên như thế nào, chứ không thể là phán quyết một cách vội vàng được. Cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây trong cái bài học này đó, tại sao ở trong trường này chú giải gọi là Samasisi, Chibata Samasisi, tự sử ngày dịch cái chữ, cái thành ngữ Chivita Samasisi là đắc đạo tột mạng. Nếu cho dễ hiểu, đắc đạo tột mạng là chỉ cho chức quả La Hán, và cũng vừa lúc chết. Nhưng mà chữ Samasisi đó, chữ Sama tức là đồng thời, Sama là đồng thời, Chivita là cái mạng sống. Còn chữ CC là cái đầu, xí xá là cái đầu.
Cái đầu ở chúng ta có hai, có hai nghĩa nói về sát khuẩn. Thì chi vi tinh ri giác mạng quyền nói là cái đầu của cái sự sống, nó là đầu đảo của sự sống. Cho nên thế mà cắt đứt bản quyền là kể như chết, cắt đứt bản quyền kể như chết. Cho nên chỉ quy chi của ta trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái sắc mạng quyền. Còn thứ hai nữa, vô minh là đầu não. Phiền não luân hồi. Vô minh là phiền não, đầu não luân hồi. Cho nên ngay trong cái giờ phút đó kết liễu hai cái, hai cái đầu, đầu một lúc, cái đầu của mình sống và cái đầu của phiền não, cuối cùng bị cắt đứt, bị phá vỡ, bị triệt tiêu. Thì như vậy có nghĩa là đắc đạo tột mạng. Chúng ta phải hiểu cái từ ngữ đắc đạo tột mạng Chivatasamasisi. Thì ở đây thưa quý vị, một điều mà chúng ta cũng nhớ lại khi mà chúng ta học về lộ trình tâm viên thực, lộ trình viên thực của vị A-la-hán có cái lộ gọi là lộ đắc đạo tột mạng. Ở trong Kinh Tạng thì chỉ nói đến trường hợp là khi vị đó chấm dứt mạng sống, đồng thời cũng là lúc mà chấm dứt được phiền não, chấm dứt được sự tái sanh. Nghĩ chấm dứt đồng thời như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là cái tâm trữ và cái tâm và tứ quả đồng có một lúc. Không phải vậy. Mở trong lộ đắc đạo tục mạng đó thì chúng ta cũng biết đó, là trước đó khi mà cái lộ tâm viên tịch diễn ra thì chúng ta nhớ ở đây là cái lộ tâm viên tịch thông thường của vị A-la-hán, cái lộ ý môn cận tử. Thì trước đó nữa, nếu linh hạnh phàm phu như ngài Vô Thế Cá chẳng hạn, thì ngài lúc đó vẫn còn là phàm phu, thì ngài phải làm sao mà chứng đắc bốn lộ đắc đạo, bốn lộ trong đắc đạo nhanh chóng như vậy? Tức là từ khi ngài cắt cổ, trong lúc mà cảm thọ khổ như vậy đó, ngài suy quán và ngài chứng đắc được đạo quả tu đạo quả, rồi xem bốn sát na hộ kiếp pháp quan giác, rồi ngài tiếp tục chứng sanh khởi cái lộ đạo quả tư đà hàm, rồi đức đạo quả a la hàm, rồi xem bốn cái hộ kiếp, rồi đức đạo quả a la hán. Vừa sau khi chứng quả lộ a la hán khởi, liền khi đó là vô số sát na tâm lộ phản kháng nhà nát có chủ với cái nát, tức là phản kháng đạo quả đại chính. Cái đó là niệm lực,
phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Sau cái lộ phản kháng đó mới khởi lên cái tâm lộ ý môn cận tử. Thì vừa dứt động lực thì tới thông viên tịch. Quý vị thấy nếu mà kể ra thì một chặng dài lắm. Còn nếu như vị đã chứng tu đạo quần trước đây rồi thì bây giờ chỉ cần đắc ba lộ đạo quả sau, hay là đối với bậc A-na-hàm thì chỉ cần đắc hai lộ đức tư đà hàm, thì đắc hai lộ đạo quả tam quả tứ quả. Còn nếu A-na-hàm thì chỉ cần đắc A-la-hán xong là chết, cũng gọi là đắc đạo tột mạng. Cho nên cái việc mà đắc đạo tột mạng đó, chúng ta có bốn trường hợp. Ở trong trường hợp này cần phải hiểu rằng chính vì người ta có thể đắc đạo tột mạng để viên tịch, khi tự sát. Và do đó chúng ta cần phải hiểu là cái việc mà tự sát đó, nó chưa hẳn hoàn toàn là gọi cái ác nghiệp. Vì sao? Vì nếu như cái hành động tự sát đó đã tạo một cái ác nghiệp ngăn chặn cái sự tái sanh kiếp người trong tương lai, nếu mà nghiêm trọng như vậy đó, thì làm sao mà đắc đạo tột mạng được. Bệnh này tự sát là tự sát, nhưng mà trong lúc đó vị vẫn có thể bình tĩnh để mà chuyên tâm thiền quán, thì vị đó vẫn có thể chứng được đạo quả, chứng được đạo quả như thường. Chúng ta chỉ có thể nói rằng những vị mà đắc đạo quả mà có xảy ra cái trường hợp đặc biệt như là phải tự sát gần chết mới đắc được đạo quả, hay là như ngài Chắc Phú Ba La vừa chứng đắc đạo quả A La Hán thì ngay trong lúc đó đôi mắt của ngài bị mù lòa, đúng không? Thì tất cả những cái đó đều là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó chi phối, không thể là do nghiệp ở quá khứ chi phối. Cho nên cái sự chứng đắc đạo quả của vị đó nó không được viên mãn, nó không được tốt là viên mãn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi nói là không tốt đẹp viên mãn đó, tức là chúng ta thấy vừa chứng đắc A La Hán thay vì hưởng lạc giải thoát thời gian, nhưng mà đằng này vừa chứng A La Hán là phải viên tịnh Niết Bàn liền, thì không có cái thời gian để mà hưởng lạc giải thoát quy mức tiếp xúc khác. Ở trong trường hợp này chúng ta mới nói cái đó là muốn gọi là không viên mãn. Chứ còn đắc A La Hán đạt đến cái quả lộ tận Kinasavu thì cũng như bao nhiêu trường hợp khác vị đắc A La Hán khác giống y chang, tức là phiền não hoàn toàn được tiêu diệt, được đoạn tận. Ở đây
Khi mà chúng ta đọc qua cái bài kinh này, chúng ta có những điều chúng ta cần ghi nhận là khi một người tu tập mà thuần thục, cái trí tuệ dạy bén, sắc bén ở trong hoàn cảnh nào, vì nó cũng có thể vận dụng được cái trí tuệ để mà giác ngộ đạo quả, chứng ngộ đạo quả. Cho nên đời sống hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng, chúng ta quán niệm, chứ không phải quán niệm tất cả mọi thứ, mọi pháp, những cái pháp căn bản để giúp cho chúng ta có thể đối diện với phiền não và diệt trừ phiền não đó. Tức là chúng ta tùy quán vô thường, khổ đau, vô ngã. Tùy quán tâm tướng là cái phương pháp hữu hiệu nhất trong giờ phút tâm chung. Cho nên đời sống hàng ngày chúng ta phải tu tập cái đó cho nó thuần thục, cho nó quen. Một cái điều ghi nhận thứ hai nữa mà chúng ta phải nhớ là ở trong cuộc sống của chúng ta, kể từ khi chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta từ bỏ những điều ác. Chúng ta đừng tạo những cái ác gì một thân một khẩu còn ý. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp nhiều đó, thì trong tương lai có thể là nó, cái ác quả đó nó sẽ chi phối trong cái đời sống tu tập và chứng ngộ của chúng ta. Nghiệp nó đưa vào để nó cản trở, vừa là ác nghiệp của ông thầy thuốc mà bào chế thuốc cho một bệnh nhân là một người phụ nữ đã lọc lừa để không trả công trị bệnh, chỉ có một chút xíu đó thôi, mà ông thầy thuốc khởi lên cái ác tâm hại người bị mù mắt. Thì cho đến cái kiếp hiện tại, mặc dù vị đó viên mãn xuống quan lâm mật, có khả năng chứng được đạo quả A-la-hán, nhưng mà vừa khi chứng A-la-hán thì vừa lúc đó đôi mắt cũng bị mù, nó trở lại như vậy. Còn như trường hợp của Ngài Vua Thích Ca hay Ngài Quát Cái Lý chẳng hạn, thì không biết tạo nghiệp như thế nào mà bây giờ vừa khi chứng A-la-hán thì đã mệnh chung, vừa khi chứng A-la-hán đã mệnh chung, đắc đạo tột mạng. Nhưng dù cái đó cũng tốt thôi, bởi vì chết mà không có còn cái sự tái sanh nữa, thì như vậy là cái mục đích mà các thị nam tử có lòng tịnh tính nơi trước Phật. Các thị nam tử đó đang tầm cầu cái mục đích đó, đang muốn đạt đến cái mục đích đó, chấm dứt sinh tử luân hồi thôi. Thì do vậy những cái trường hợp này
những bài học để mà chúng ta chiêm nghiệm, và từ đó để chúng ta rút ra cho mình những cái cách sống tốt đẹp để chúng ta tránh được những cái đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, tôn giả Bodhisattva cũng một cái trường hợp tương tự như vậy. Ngài đắc đạo quả, đắc đạo cực mạng không phải là ngài tự sát, nhưng mà vì do ác nghiệp ở quá khứ là một người thợ săn, chuyên sống bằng cái nghề thợ săn, đến bảy chim nhốt vào trong lồng đó, rồi những con chim hay những con thú mà bị bắt á, muốn không cho nó chạy, muốn không cho nó bay ra thì phải bẻ cánh, bẻ chân, bẻ cẳng đó, để mình yên đó. Và biết cái lồng chim đến bảy mà chụp được cái lồng chim rồi thì cả cái bầy chim nó đem về, muốn nhặt lông cho nó, cho nó mau, cho nó dễ, thì đem nhúc nguyên cả cái lồng chim nó vào trong cái lò nước, nồi nước sôi để mình nhặt lông cho nó dễ. Chính vì những ác nghiệp này mà ngay trong hiện tại toàn thân của vị ấy bị ghẻ phỏng với nước vàng biết tôm ra, nó bám dính vào y phục rất là khó chịu, rồi xương cốt của vị đó nó bị mục, nó bị hư khi mà các vị thì kheo đỡ lên đỡ xuống đó, đỡ lên đỡ xuống thì nó bị gãy. Cái nghiệp gì riết là các vị thì kheo bỏ đi không có nuôi nữa. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài đi đến, ngài đã tự tay tắm rửa thân của vị ấy, rồi ngài thuyết cho kệ. Nghe xong cái bài kệ ngôn đó, vị này chứng được quả A-la-hán rồi đi từ đích. Như vậy chúng ta có những trường hợp mà chúng ta biết rằng các vị A-la-hán tinh văn, các vị đã chứng ngộ đạo quả ở trong một cái điều kiện, nó cũng có một vài vị có thể nói rằng có cái sự can thiệp của những ác nghiệp ở trong quá khứ, cho nên bây giờ nó không có được hoàn toàn thực mỹ. Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta tôn thờ thuần thục để đầu tư cho cái tri kiến giải thoát thì cái điều đó rất quan trọng. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng Sute Sankhara Anicca Yada Panya Vipassati Athanipindati Dukkhe E Samakku Visuddhiya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các hành là vô thường, sẽ im đi sự khổ, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Quán vô thường cũng được, thưa quý vị. Chúng ta thuần thục trong pháp quán vô thường thì dồn cho chúng ta trong giờ phút lâm chung
Chúng ta bệnh hoại, chúng ta đau nhức nằm đó, chúng đã thuần thục các phép quán vô thường thì cái điều đó cũng tốt thôi, thưa quý vị. Nếu đường đầu quả thì ít ra chúng ta cũng hướng đến một cái cảnh giới an lạc. Sape sankhara dukkha ti yada paññā vipassati atthanipindati dukkhe esmaku sitya. Thì với cái trí tuệ thấy rõ các hành là khổ đau, sẽ yểm đi sự khổ đó là con đường đến thanh tịnh là niết bàn. Chúng ta thường xuyên quán về sự khổ trong cái giờ phút lâm chung, chúng ta đã thuần thục, chúng ta quán như vậy. Và cuối cùng là Đức Phật dạy Sappe Dhamma Anatta Tiya Dappanya Vipassati Atthanipindati Dukkhe Esmaku Sutya. Khi nào với trí tuệ quán thấy các pháp là vô ngã, sẽ im đi sự khổ đó là con đường đến thanh tịnh, tức là đường đến bạn. Chúng ta cứ nương theo ba cái pháp tùy quán vô thường khổ đau vô ngã, chúng ta tu tập như vậy cũng là tốt. Dầu cho chúng ta tu trong lúc cái thân khỏe, hay là tu tập trong lúc cái thân bệnh hoạn đau yếu, nhưng cuối cùng là chúng ta sắp chết mà chúng ta quán được vô thường khổ đau vô ngã cũng là một điều có lợi ích cho chúng ta vậy. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập như thế. Thì hôm nay chúng tôi điểm khuyết cho thượng tọa Tịnh Viện. Đến khi thì chúng tôi xin kết thúc với bài giảng này. Và bây giờ thì chắc có lẽ xin cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng giúp cho 45 phút còn lại để chia sẻ thêm ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú rất là hoan hỷ và truyền Hòa Thượng Thầy Sư đã điền khuyết cho bài học ngày hôm nay. Quả thật là chúng ta, và Thánh Sư Huynh đi nghỉ, quả thật là chúng ta trải qua một cái bài kinh mà thưa quý vị, ngoài cái tình tiết ở trong bài kinh này còn có nhiều cái ý nghĩa. Và nhân mà giảng Hòa Thượng Thầy Sư đó, chúng tôi muốn thêm một điểm là ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta thường dùng cái chữ viên tịch. Và chữ viên tịch là bị thầy nào, bị sư nào mất, mình hay nói chữ viên tịch. Rồi mình nói thì nghe có vẻ văn hoa, nhưng mà quý Phật tử, chúng ta là người học Phật Pháp, chúng ta cũng nên để ý. Cái chữ viên có nghĩa là tròn đủ, hoàn tất. Một cái sự ra đi mà đúng nghĩa chữ viên tịch đó, thì chỉ có chư vị A-la-hán đi thôi. Chúng tôi tạm dùng một cái danh từ mà ngày hôm nay nói Nga ra thì nghe buồn, gọi là cái danh từ lạm phát. Lạm phát là đôi khi, ví dụ quý vị nghe ngày nay nói là một vị sư hay một người cư sĩ mất cũng có xá lợi, rồi cung nghinh xá lợi, rồi hay là một vị thầy, vị sư nào chết mất đi thì chúng ta cũng gọi là viên tịch. Thì thật ra cái cách dùng như vậy nó hơi bừa bãi và nó hơi thiếu ý thức. Tại vì sao? Chúng ta thờ kính Đức Phật, và nhất là trong cái cách mà chúng ta sử dụng ngôn từ đó, nó nên phù hợp với kinh điển. Có những cách nói hơi quá không có sao, ví dụ như mình gọi đó là một bậc cao tăng, một vị cột thạch trụ tổng lâm thì được. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều vị gọi một vị thầy nào đó là xuất trần thượng sĩ. Cái chữ xuất trần thượng sĩ đó là cái chữ lớn lớn lao lắm, chứ không phải là cái chữ mà bình thường mà chúng ta đem nói ai cũng được hết. Mà không ai chúng ta đó, là cái cách mà mình xưng tán đó nó hơi quá đà. Dạ, nó hơi quá đà. Thì chữ viên tịch ở đây đó, thì trong trường hợp này ngài Gotika đúng nghĩa là viên tịch, là như chúng ta nghe và thượng tọa sư giảng khi nãy đó, là mạng sống ngày vừa chấm dứt, đồng thời cái tất cả những kiết sử cũng đoạn, và cái dòng trầm luân sanh tử không còn nữa. Thì
Cái đó mới gọi là viên tịch. Còn nếu mà chúng ta dù là một vị cao tăng mà mất đi, mà chúng ta không biết rõ thì đó là vị A-la-hán, và cũng không nên dùng cái chữ viên tịch. Dạ. Ở đây là một điểm mà người Phật tử cũng nên cẩn trọng. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi muốn đề cập đến một cái ý nghĩa, mà ý nghĩa này rất có thể là tạo cho chúng ta một sự phản cảm ở trong cái nhìn, cái tâm lý chung của chúng sinh đó, là mặc dù chúng ta nghe nói đến cái khổ ải của sanh tử luân hồi, nhưng mà thật ra thì len lén trong lòng thầm kín đâu đó chúng ta vẫn mong tiếp tục sanh tử, mong tiếp tục cái sự tồn tại của năm quẩn. Đây là một cái công án lớn, một bài toán khó, một bài học khó tiêu hóa cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải nhìn thứ nhất là sự hiện hữu của cái gọi là chúng sinh đó, là sự hiện hữu của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và năm quẩn này hiện hữu đó, thì nó có cái hệ lụy của nó. Và cái hệ lụy này không phải dễ dàng để nhìn ra. Quý vị thấy không, chúng ta sống ngày nay đó, có những lần chúng tôi gặp một Phật tử, thí dụ như một Phật tử vừa mới mất ở đây, chúng tôi đến thăm ở tại cái một cái nơi mà hospice, tức là nơi mà nằm để chờ chết đó, thưa quý vị. Thân thì già yếu, bệnh hoạn, di chuyển khó khăn, chuyện ăn uống, đại tiện, tiểu tiện đều phải có những người y tá vào trợ giúp hết. Nhưng mà trong cái lời nói, trong cái câu hỏi, những gì vị đó băn khoăn, thì chúng tôi thấy vị đó băn khoăn đủ thứ chuyện hết. Chuyện nào, chuyện con cái, chuyện nhà cửa, chuyện này, chuyện kia, tức là vị băn khoăn những gì liên quan đến cuộc sống của mình. Thật ra khi mà chúng ta nhìn một người già và bệnh nằm ở trên giường đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là từ thân lẫn tâm người đó đó đang trải qua một thời kỳ rất là nhiều đau khổ. Nhưng mà ngay cả trong lúc mà chúng ta đau khổ tận cùng do thân bệnh, rồi tâm bệnh nữa, tâm bệnh là phiền não đó, thân bệnh tức là bệnh già, bệnh hoạn, bệnh này bị kia, nhưng mà vẫn tha thiết có sự sống. Nhưng mà cái nhìn đó nó chỉ là một cái nhìn mà nó quá rõ ràng thôi. Ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta đi, chúng ta thấy rằng một trong những cái biểu hiện của sự khổ đó là sự dao động. Sự dao động, chúng ta luôn luôn bị chi phối, và những sự chi phối này nó luôn luôn tạo nên những cái nỗi đau thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Ngày hôm nay thưa quý vị, có lẽ là chúng ta ít có cái tình trạng này, nhưng mà khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, và chúng tôi ở miền quê đó, thì trẻ em mà hay có cái bệnh đó là bị ghẻ lở ở đầu gối đó, vì lý do là chạy nhảy rồi nó bị trầy, bị xước hay gì đó đầu gối, nhưng mà gọi là không biết cách băng bó, không biết cách chăm sóc, thành ra nó luôn luôn bị nhiễm trùng. Và khi mà còn nhỏ thì quý vị, nó lở loét cái chân của mình đó, nó đau, nó nhức đó, nhưng mà do ham chơi, ham ăn, ham vui, thành ra mình quên đó đi. Nhưng mà cái vết thương đó đó, cái vết ghẻ đó đó, khi mà có cái gì đụng vào, thậm chí mình thoa alcohol, mình xịt thuốc cái này đó, đau thế, lúc hồi nhỏ gọi là đau thấy mấy ông trời đó, tại vì cái vết thương nó lở. Thì cái vết thương lở mà nó bị sức alcohol hay là cái gì đụng vào nó đau như thế nào, thì cái tâm của chúng ta khi mà nó trong cái tình trạng gọi là bị dao động thì nó cũng khổ như vậy. Chúng ta vui khi người khác khen mình, thì đồng thời cũng có nghĩa là khi người khác họ chê mình đó, thì mình đau, mình cảm thấy hãnh diện khi mà
mình được cái này được cái kia, nhưng mình cũng cảm thấy có những nỗi nhục trong đời sống. Và chúng ta rất ít khi thấy cái khổ của cảm thọ hay là của thọ quẩn. Chúng ta rất ít khi thấy cái khổ của cái gọi là bị động hay là sự dao động. Phải có học Phật pháp, phải có, thì chúng ta mới hiểu cái câu là ở đâu có dao động thì không có khinh an. Và chúng ta hiểu ngược lại là ở đâu không có dao động thì có khinh an, có khinh an thì mới dẫn đến giải thoát. Cái không dao động, để có được cái khinh an đó, đó nói thì đơn giản, nhưng mà không đơn giản chút nào hết, để chúng ta hiểu, để chúng ta chấp nhận. Vì vậy thưa quý vị, nói về cái khổ của trầm luân sanh tử, nói về cái khổ, cái hệ lụy của năm uẩn, nói về những cái trói răng ràng buộc của phiền não, thì chúng ta không dễ dàng để thấy đâu. Dạ, chúng ta không dễ dàng để thấy. Nhưng mà rồi khi mà thấy được cái gọi là cái hệ lụy của năm uẩn, mà muốn giải thoát cũng không phải là dễ. Tôn giả Gotika đó, ngài có tinh tấn, có dốc lòng để tu tập, và ngài có cảm nhận được cái gọi là một cái tâm thái giải thoát nhất thời. Tâm giải thoát nhất thời đó là do thiền định, do cái sự tu tập. Nhưng mà trong cuộc sống đó, thưa quý vị, nó có cái lạ lắm là có rất nhiều trường hợp mà tâm nó độc lập với thân, nhưng mà có những trường hợp tâm nó lại gắn liền với thân. Thí dụ như là một người mù hay là khiếm thị thì người đó không thể tu đắc thiên nhãn thông được. Một người mà bị điếc không thể đắc thiên nhĩ thông được. Và trong trường hợp này, khi tâm đã chứng thiền rồi, nhưng mà con người mình nó có những cái đau của thể xác, cái đau đến nỗi mà như ngài A-sa-chí, ngài là vị A-la-hán, nhưng mà khi nó đau thì nó đau lắm, đó là cảm thọ khổ. Mặc dù cái tâm của ngài không bị dao động, nhưng mà cảm thọ khổ. Thì đối với một vị tu thiền, mặc dù đạt đến cái trạng thái nhất thời tâm giải thoát đó, mà gặp cái bệnh của thân, ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta sống, chúng tôi đã gặp rất là nhiều những người thân hay Phật tử đó. Có đôi khi chúng ta chịu được căn bệnh là nhờ có painkiller. Nhưng mà thời xưa không có painkiller đâu, thưa quý vị. Không có painkiller. Nhưng quý vị nghe ông Cốc Cô Độc đó, là ông là một vị suốt đời làm phước, nhiều phước đức. Và ông là một vị thánh sơ quả nữa. Nhưng mà khi cái bệnh nó xảy ra đó, thì đau đớn, đau lắm kìa. Đau lắm. Đau như là một người lực sĩ mà xé người mình làm đôi, hay là đưa mình lên hồ ố thăng hình. Quý vị nào đã trải qua như nhức răng rồi, hay là đau bao tử, đau này đau kia, có những cái đau mà nó đau dễ sợ lắm. Và cái đau đó đó, nó làm cho cái thiền chứng bị thối thất. Ở đây chúng ta nên hiểu, và nên hiểu một điều là ngài Gotika cuối cùng ngài nghĩ đến là mình đạt được thiền chứng rồi, do khi cơn đau nó khởi lên đó, thì nó làm cho mình bị thối thất. Thì thôi bây giờ mình liều với nó một chuyện đi, trong lúc thiền chứng vẫn còn, tức là chưa hoại thiền đó thưa quý vị, thì tự sát. Như vậy mình sẽ ra đi mà mới trong cái thiền chứng, tại vì ngài thấy cái thân của ngài cứ làm cho ngài bị lui sụp hoài. Điều đó là điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà cái căn tính của ngài lại có cái túc duyên của ngài lại có một điều việc là ngoài cái chuyện học thiền, ngài còn có học cái tuệ quán, học cái chánh niệm. Và ở đây là cái mà nó làm thay đổi tất cả. Cái thiền mà gọi là thiền chỉ đó, nó không có đối diện được với cái mà nó đối lập với điều mục thiền. Cái thiền chỉ nó không có dùng sự đau khổ để làm điều mục được. Nhưng mà tuệ quán thì khác. Tuệ quán hay là cái chánh niệm đó, thì có nhìn thấy cái sự sanh thở cởi của thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Dù là thọ lạc hay thọ ưu, dù là thọ lạc hay thọ khổ, thọ hỷ hay thọ ưu, hay thọ xả,
đều là cái đối tượng của chánh niệm hết. Và trong lúc mà ngài đối diện với cái nỗi đau đó, khi ngài tự sát lấy cái dao cạo, tại vì ngày xưa một cái vật mà chư tỳ kheo hay làm tùy thân đó là những thứ như là cái lọc nước hay cái dao cạo tóc, thì thưa quý vị, ngài dùng cái dao cạo tóc đó ngài cắt cổ, dạ cắt cổ tự sát. Trong lúc dùng dao cạo cắt cổ tự sát đó thì ngài chưa có chết liền, ngài vẫn trải cơn đau, nhưng ngài chấp nhận điều đó. Và cái chuyện mà cắt cổ đó là một cái tâm của ngài rất là mạnh. Nhưng mà trong lúc cái tâm của ngài rất là mạnh đó, thì cùng lúc cái sự quán chiếu, nhìn cái cảm thọ, nhìn sự đau, nó khiến cho tuệ giác bừng sáng, và ngài đạt đến cái chỗ gọi là đại ngộ. Thì trường hợp đây là một trường hợp rất là hiếm hoi. Quý vị nào học trong Thắng Pháp, học trong Kinh Tạng đó, là có những người khi mình sắp chết đó, mà mình nhớ vào cái phước của mình thì dễ nhớ, hay là mình có trợ duyên ở bên ngoài thì dễ. Như một người có thể theo dõi hơi thở, theo dõi nhịp tim, có nhiều người có thể lúc khi chết mà có thể nhìn vào cái khổ của chính mình đó, mà không phải bằng sự sợ hãi và bằng tuệ giác đó, thì cái trường hợp là một cái trường hợp rất đặc biệt và rất đặc biệt, và ngày sẽ chứng quả A-la-hán. Thật ra trong tất cả chúng ta ai cũng chết, ai cũng phải đến chỗ chết. Khi mà chúng ta đang nói chuyện tại đây, thí dụ như ở trong lớp học chúng ta có mấy mươi người, tất cả chúng ta không sớm thì muộn đều phải có những giây phút đối diện với cái chết. Nhưng mà trong cái sự đối diện cái chết á, một là nếu chúng ta có cái nghiệp lực mạnh, mà nghiệp lực chi phối, nhất là thiện nghiệp á, thì chúng ta hướng đến điều tốt đẹp. Còn nếu không thì chúng ta sẽ trải qua một sự sợ hãi, hay là đau, sợ hãi của tâm hay là đau đớn của thân. Nhưng mà riêng về ngày Gotika và một số các vị mà trong tình trạng gọi là Sabesisi, tức là vị đắc đạo tục mạng đó, thì lúc đó vừa kết thúc mạng sống mà lại kết thúc cái dòng sanh tử, tức là chúng ta gọi là một cuộc đời hai sự kết liễu đó. Sự kết mà đúng là kết liễu, liễu tức là một sự kết thúc trọn vẹn. Dạ, một sự kết thúc trọn vẹn. Thì chúng ta thấy được là đây là một trường hợp rất là hãn hữu. Dạ, rất là hãn hữu. Thì Đức Phật ngài có dạy trong bài kinh này. Dạ, ở trong bài kinh này, ở đây đó, thưa quý vị, có một cái chữ mà được xài một xài bình thường, nhưng mà riêng ở tại đây ý nghĩa đặc biệt, đó là Kulaputta, mà chúng ta gọi là thiện nam tử hay là thiện gia nam tử. Và cái chữ Kulaputta đó nó giống như là ở trong tiếng Anh chúng ta có chữ gentleman, hay là cái chữ mà dùng theo đúng nghĩa của Victorian gentleman, tức là một cái bậc trượng phu. Dạ, một trượng phu, một cái, bây giờ họ hay dùng chữ quý ông, tức là một cái người xuất thân từ gia đình lương gia lương hảo, nhưng mà đồng thời cái khí chất của người đó là khí chất tốt, là một người có giáo dục đầy đủ. Và khi mà ở trong kinh mà Đức Phật ngài dùng cái chữ đó đối với một ai, thì ngài ý ngài muốn nói rằng người đó là một cái vị trượng phu, người đó là một cái người mà có cái tốt. Dạ, khi một thường thiện gia nam tử từ bỏ gia đình sống không gia đình, cái chữ Kulaputta nó lại có cái hàm nghĩa như vậy, là một cái người xuất gia khi mà cái tuổi, cái sinh lực còn sung mãn, cái tâm ý còn sung mãn, mà xuất gia với một cái sơ phát tâm là hiền thiện rất là chánh đáng, vừa hướng cầu đạo quả giải thoát, và bị đó sống một đời sống phù hợp với cái chí nguyện của mình. Nói chung là cái chữ Kulaputta là một thiện gia nam tử, hay nó gọi tắt là thiện nam tử đó, là một từ mà quý Phật tử sẽ có thể nghe nói rất là nhiều về ở trong kinh điển, khi mà đề cập đến một cái vị đệ tử Phật mà tỳ kheo mà rất là trang trọng. Dạ, đối với người nam gọi là thiện nam tử, rồi người nữ gọi là thiện nữ nhân, thì người ta thường hay dùng cái cụm từ này một cái rất là đặc biệt. Thì
trọn cả câu chuyện của ngài Bodhicitta. Quý vị Phật hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Quý Phật hỷ chờ xuống. Không biết là quý vị có thấy vị giảng sư có vị nào có mặt ở trong lớp học không? Chúng tôi có việc cần ngừng 10 phút, không biết có vị nào tiếp lời. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có cầm mic được không? Nếu Sư Nguyên Thông cầm mic được, Sư Nguyên Thông nguyện chỉ nói cho 10 phút. Dạ, rồi sẽ trở lại trong giây lát thưa quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chú vị, rất là may mắn được vào trong cái room lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Cái chữ Dhamma này có nghĩa là chân lý, mà cái chân lý này là cái chân lý đúng tuyệt đối. Vì sao? Vì Dhamma là Pháp, mà Pháp do Thế Tôn là một vị Phật chánh biến tri, vị toàn giác. Khi mà một vị toàn giác xuất hiện ra đời mà Ngài nói những cái điều, và những điều đó là những điều đúng tuyệt đối. Thế Tôn không nói những lời mà phi lý, những lời mà vô thiết sự, mà Ngài nói ra những điều mà những người Phật tử, chân chánh Phật tử lắng nghe. Và khi lắng nghe được cái giáo pháp này, thì người hành giả này suy niệm về giáo pháp này, thì mới thấy cái giáo pháp này nó có lợi ích vô cùng. Và chính là cái giáo pháp này là con mắt của chúng ta, là sinh mạng của chúng ta, có thể hướng chúng ta về những cái điều ngay lẽ phải, để mà từ đó chúng ta sống trên trần gian này một cuộc sống hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, mà không những là kiếp này mà mãi mãi về sau, mà nếu chúng ta vẫn còn giữ cái chánh niệm tỉnh giác. Kính thưa quý vị, cái chánh niệm tỉnh giác không phải là chúng ta muốn mà có, nhưng mà cái người hành giả có cái nhiệt tâm ngồi thiền chỉ. Thiền chỉ tức là sitting meditation, tức là ngồi sắp bằng, lưng thẳng, dùng cái năng của mình chú tâm vào cái hơi thở. Khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra. Và cái thiền này tôi gọi thiền chỉ hay là thiền định, giúp cho chúng ta đạt được những tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và không duyên mươi xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi tưởng xứ là tám bậc thiền. Mà do cái thiền định samatha này có thể giúp chúng ta an tịnh, như là ngài Bodhicitta trong cái giai đoạn đầu của ngài đắc thiền đó. Vậy mà vì cái thân thể sức khỏe của ngài không được hoàn toàn tốt đẹp, cho nên khi đắc sơ thiền, nhị thiền, tam tứ thiền thì cái thân thể của ngài vì ốm yếu cho nên là bị hoại thiền. Và ngài đã hoại thiền đến ngày lần thứ sáu, cho nên ngài không muốn là khi mà cái lần thứ sáu đó ngài hoại thiền nữa. Cho nên là dưới cái trí tuệ của ngài, dưới cái trí tuệ của ngài, ngài muốn là khi mà cái thân hoại mạng chung mà ngài còn thiền, thì ngài có thể chết trong khi mà còn đắc thiền, chứ không phải là hoại thiền. Và khi mà cái ngài suy nghĩ như đó, thì ngài mới dùng con dao. Sư phụ hồi nãy nói là con người tỳ kheo hồi xưa đó đi đâu cũng mang theo hai bộ phận quan trọng là cái đồ lọc nước và con dao cạo râu. Thì ngài dùng con dao cạo râu để mà kết liễu mạng sống của mình. Trong khi đó thì cái trí tuệ của người mà làm cái điều đó thì nó sắp sửa làm cái điều đó xảy ra cái kết quả của một cái công năng tu tập đã thường xuyên tu tập. Tại vì khi mà ngài đã qua làm điều đó, quyết định làm điều đó, thì ngài chứng A-la-hán. Và người chứng A-la-hán thì lúc đó thì kết liễu cái mạng sống của ngài luôn. Bởi vì vậy cho nên kính thưa chư vị, trong cái giáo pháp của Thế Tôn giảng dạy, nó có nhiều những cái điều mà nó vượt khỏi cái tầm tay của chúng ta. Thí dụ như mà nói đánh mình dùng cái thiền chỉ samatha, ngồi lưng thẳng một ngày nhiều lần, mà một lần vào khoảng trên 30 phút, thì người hành giả đó với cái năng lực như vậy thì có thể đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà phải nói rằng
sách vở gì dạy như vậy, nhưng mà tất cả chúng ta ở đây không biết bao nhiêu người đắc thiền, nhưng mà Nguyên Thông phải nói là Nguyên Thông không có đắc gì hết. Không phải là không có tu hành, nhưng mà giàu có tu hành nhưng mà chưa đắc, là bởi vì nhiều cái lý do. Thí dụ như là mình chưa có hoàn toàn thanh tịnh, cho nên khó mà đắc được thiền thiền chứng. Những tầng thiền là sơ nhị tam chí thiền, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi trường xứ. Thì tất cả những cái tầng thiền đó là những người nào mà có những cái trình độ tu hành ở những kiếp trước và bây giờ. Dạ, con xin mời sư phụ. Dạ. Sa thủ kính trình sư Nguyệt Thông. Thưa quý Phật tử, trong cái bài kinh hôm nay, khi mà chúng ta đọc câu chuyện làm tâm niệm về hai cái câu, mà từ hai câu này chúng ta nói thêm về cái công năng của giáo pháp. Hai câu đó là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Ở đây không phải là một câu nói có tính cách triết lý hay là xa vời, mà ngay trong cuộc sống và khi chúng ta nằm ở trong những cái trạng huống khó chịu, chúng ta phải đối diện với đau khổ, thì ở lúc đó đó nó luôn luôn có hai cái chờ đợi. Một là chúng ta ở trong cái thế bị động, hai là chúng ta ở trong thế chủ động. Ở trong thế bị động là khi đối diện với nghịch cảnh thì chúng ta sẽ sanh khởi sầu bi khổ ưu não, hay là sầu bi khổ ưu ai. Và cái thái độ phản ứng bằng sầu bi khổ ưu ai đó là cái phản ứng của vô minh. Dạ, của vô minh. Nhưng mà cũng có người khi mà đối diện với những cái nghịch cảnh nằm ở trong cái thế bị động, mà người này ở trong cái thế chủ động, tức là dùng cái nghịch cảnh đó để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, để dùng đó làm điểm tựa. Và đây là điều mà ở trong Phật dạy rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta nghe câu chuyện của nàng Kisat Gautami. Trong sự đau khi đứa con duy nhất qua đời bị bạo bệnh mà mất, và ôm xác con nàng đi từ nơi này sang nơi khác, chỉ mong là tìm được một vị thần y để cứu sống đứa con, thì làm nô lệ hay làm cách nào thì cũng sẵn sàng. Hay là nàng Bhattacharya, chỉ trong 2 ngày 48 tiếng đồng hồ mà chồng chết, hai con chết, cha chết, mẹ chết, nàng mất đi tất cả người thân, một cái sự đau khổ cùng tận. Hay là chuyện thầy Tỳ Kheo Thích Xá mà chúng ta thường kể đó, là ngài cùng với một nhóm 30 vị Tỳ Kheo vào rừng để tu tập, mà rồi ngài bị cọp tha. Dạ, con cọp rất lớn đến tấn công ngài và tha ngài trong sự đau đớn quằn quại ở trong miệng cọp. Và chư Tỳ Kheo khác thì lại cầm đuốc, lại kêu lên những cái tiếng động để con cọp thả ngài ra. Và trong lúc đó thì con cọp nó nhảy lên cái gành đá. Nó vừa nhảy gành đá mà nó ngoạm lấy thân của ngài. Thật ra con cọp ngoạm vào người mình là một sự đau đớn cùng tận của thể xác. Rồi một vị trưởng lão lại nói vọng lên là: này hiền giả, chúng tôi đã vô kế khả thi, không có làm gì được. Thì đây là giờ phút vị hiền giả nên tự cứu lấy chính mình. Ngài đang nằm ở trong miệng cọp, đang chịu sự đau đớn cùng tận, nhưng mà dùng cái sự đau đớn đó để làm cái đề tài của tuệ quán, và ngài đã làm được một việc mà chúng ta nói là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Ngài Gốc Chí Cá ở đây cũng vậy. Rõ ràng là ngài đi xuất gia, ở trong kinh nói rằng ngài là một vị vương tôn công tử ở Sư Ma La, và ngài xuất gia trở thành vị tỳ kheo,
đã chứng kiến Đức Thế Tôn hiện song thông ở tại Xá Vệ. Và rồi thưa quý vị, Ngài tinh tấn tu tập, nhưng mà do cái túc tiệm quá khứ, cái thân bệnh đó, thân bệnh nó trở thành một chứng duyên. Và Ngài không để cái chứng duyên đó, nó khiến cho Ngài thối thất sau 5 lần 7 lượt, ở đây nói 6 lần 7, Ngài quyết định tu tập cho chứng thiền. Và khi thiền chứng vẫn còn đó, mà trước khi căn bệnh đau đớn nó bộc khởi và nó tạo cho Ngài sự hoại thiền đó, thì Ngài tự sát. Nhưng mà thật sự là một điều rất là vi diệu, là trong cái giờ phút Ngài tự sát đó, thì Ngài không dùng đến thiền chỉ, mà Ngài dùng đến thiền quán. Thiền quán ở đây tức là chánh niệm, dùng cái sự đau của thân xác, đau đớn hoàng ngoại của thân xác để làm gì? Để nhìn vào sự thật. Thì thứ gì, đau khổ là một liều thuốc đắng. Ngay khi Đức Phật Ngài ra đời, trong cái bài pháp đầu tiên thì Ngài đã nói đến sự khổ, mà Ngài gọi là đây là sự thật vi diệu về khổ. Khi mà Ngài gọi là Arya Satya, gọi là thánh đế hay là diệu đế, là bởi vì sự thật đó đó cần được liễu tri. Sự thật đó đó có thể là một cái nền tảng cho tất cả chúng ta, để từ đó nó tạo một sức bật, một cái điểm tựa dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nói cho cùng thì chúng ta đến với cuộc đời này, cho dù là thành công thất bại, vinh hay nhục, sang hay hèn, giàu hay nghèo, thì rồi tất cả chúng ta phải ra đi. Tất cả chúng ta phải đối diện với sự chết. Tất cả chúng ta phải đối diện những cái giây phút mà trong lòng nó như là vết thương sát muối. Chúng ta phải đối diện giây phút mà chúng ta hoàn toàn bất lực. Thì lúc bấy giờ đó, một cái người mà hiểu Phật Pháp, mà có được cái chìa khóa để biến cái nỗi đau, biến sự khổ trở thành một điểm tựa cho tuệ giác, thì thưa quý vị, làm được một chuyện gọi là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Và đối với Đức Phật, việc đó vĩ đại hơn là một vị tướng thắng trăm quá, hơn là một vị vua chuyển lưng thánh vương và có 7 báo. Việc đó còn vĩ đại hơn là một người mà trong cuộc đời này sanh ra với bao nhiêu vinh hoa phú quý. Nó rất đơn giản là khổ thì ai cũng biết. Ngay khi Đức Bồ Tát chỉ có một lần thôi, Ngài đi vào 4 cửa thành. Cái cảnh tượng của một người già, cảnh tượng bệnh, cảnh tượng người chết, và cảnh tượng của vị sa môn, đã cho Ngài một cái ý thức quá rõ và quá đủ về cái hệ lụy của kiếp nhân sinh. Ngài biết chuyện đó rất rõ. Nhưng mà khác với chúng ta, Ngài không than thở. Khác với chúng ta, Ngài không thúc thủ ngồi bó gối mà chờ cái khổ đến. Và lúc đó Ngài 29 tuổi, tóc còn xanh, cuộc đời còn đẹp và bao quanh nhung lụa. Nhưng mà Ngài quyết làm một việc là phải đi, phải tìm cho được một cái phương thức, một cái giải pháp, một con đường để giải quyết cái hệ lụy của kiếp nhân sinh. Chúng ta thấy ở trong đời này, thưa quý vị, thật ra cũng không có nhiều người mà có cái đại hùng đại lực, nó làm chúng ta đã khổ lại khổ thêm. Chính cái ái chấp đó, nó khiến cho chúng ta phóng đại nỗi đau khổ cuộc sống. Nhưng một người có thể dừng lại, tỉnh táo diện với đau khổ, dần dà người đó sẽ có một thái độ khác đi. Chúng tôi có một cái sưu tập về pháp ảnh lục, và ở trong đó có một cái bức tượng, thưa quý vị. Một người ngồi
và cái cổ ngó ngang, không dám đối diện với sự thật. Nhưng mà thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể mở chúng ta cùng thẳng, nhìn rất thẳng và đúng thật. Sự thật đó là nỗi đau, nỗi khổ. Phật xưa rằng kiếp nhân sinh, lắm điều khổ lụy chẳng dành riêng ai. Xuân sanh rồi cũng tàn phai, thời khóa mộng tựa, sương mai đầu cành. Tấm thân tứ đại, hiệp thành ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay. Dù cho thọ mạng ngắn dài, cổ kim nào kẻ thoát tay tự thần. Người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lực có ngăn lễ nhòa. Mỗi người riêng nghiệp chịu đa, rừng mê bề khổ phải qua một mình. Chúng ta thấy rằng chỉ năm điều đơn giản đó mà Đức Phật Ngài dạy thôi, là chúng ta không thể trẻ mãi mà không già, chúng ta không thể khỏe hoài mà không bệnh, chúng ta không thể nào sống hoài mà không chết, chúng ta không thể sum vầy với người thân mà không có sanh ly tử biệt, và chúng ta không thể mong rằng mình mãi mãi có một người đồng hành, rồi chúng ta sẽ ra đi một cách đơn độc theo nghiệp riêng của mình. Đó là những sự thật. Sự thật đó mình gọi là phũ phàng, gọi là cay đắng cũng được, gọi là hệ lụy cũng được. Nhưng mà chúng ta phải đối diện với nó. Chúng ta không muốn phải đối diện với nó. Chúng ta muốn quay sang chỗ khác, chúng ta muốn nhắm mắt lại, chúng ta muốn trùm mình lại để mà không nhìn thấy. Chúng ta phải nhìn thấy thôi. Dạ. Cũng như Ngài Gotika, Ngài nhìn thấy nỗi đau khi mà cổ Ngài bị cắt, nỗi đau với cái thân bệnh của Ngài. Chúng ta đã đối diện với rất nhiều khổ đau, đau trong đời sống. Nhưng cái khổ của chúng ta là khi mà chúng ta đối diện điều đó thì chúng ta luôn luôn ở trong cái thế bị động. Bị động động. Bị động tâm của chúng ta giống như một vết thương không băng bó. Một vết thương mà mở rồi bụi bám vào rồi bị nhiễm trùng. Vết thương đó khi mà bị sát muối, bị những cái gì đụng vào thì nó đau đến. Chúng ta có khổ mà chúng ta tập quên đi, chúng ta cố gắng không nhìn, nhưng mà thật ra chúng ta khổ nhiều lắm. Bây giờ nếu chúng ta suy nghiệm lại đó, thì thưa quý vị, chúng ta thấy một điều thôi. Có những người cái tâm luôn luôn ghen tị với người khác. Họ luôn luôn khổ và thấy người khác hơn mình, thấy người khác được cái này được cái kia mình không chấp nhận. Mỗi lần nghĩ đến những người đó trong lòng mình như sát muối. Mình không hiểu gì là đau khổ, nhưng mà thật sự đó là đau khổ. Ganh tị không có gì hạnh phúc trong ganh tị hết, nhưng mà người ta vẫn giữ sân hận, gầm chân. Và mình nghĩ rằng nỗi nóng là sự thị uy. Không phải, nỗi nóng là một sự bị động, như là vết thương bị người ta động vào. Và thưa quý vị, tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn bị chi phối, luôn luôn bị động, luôn luôn bị dao động. Và lý do đó tại sao cuộc sống này không có hoàn hảo, lý do tại sao cuộc sống không hạnh phúc. Có vết thương nào không băng bó mà nó bị người ta đụng tới đau mà nó gọi là hạnh phúc đâu. Tâm của chúng ta cũng vậy. Khi mà mình nhìn thấy cuộc sống từ góc cạnh này đó, thì chúng ta mới tin giá trị của một cái tâm kiên định, của một cái tâm không dao động, của một cái tâm mà có được cái bản lãnh để sống, để đối diện mà ít có bị dao động. Thật ra thì phần đông đều nghĩ rằng mình nên có nhiều tiền, nên có nhà cửa với vách vững, với hàng rào tốt, nên có để bảo vệ lúc hữu sự. Mình nên có người thân thích, dựa vào những người quyền thế để bảo vệ. Quý vị thấy, nhưng một người cho đến một gia đình, cho đến một đất nước như Ukraine xảy ra hiện nay, nó là một cái bi kịch. Mà người Ukraine, họ không muốn là tiếp tục trải qua một cái ắt trồng lên đầu do người Nga nữa, các nước. Người Nga thì không muốn như vậy. Người Nga thì sợ rằng cái ảnh hưởng của Tây Phương tới sát mình rồi mình đỡ không nổi. Và mình muốn rằng mình phải chiếm cả Ukraine, hay là bắt Ukraine phải nằm ở trong cái vòng cương tỏa của mình. Tất cả nó chỉ nói lên một cái sự thật.
sự thật đó, sự thật rồi đó là ta đều được muốn an toàn, đều được muốn thấy rằng mình có được cái gì đó nó bền vững. Nhưng mà thưa quý vị, muốn được cái an toàn đó thì chúng ta tự tạo cho mình bất an. Ngay trong ý muốn mà được bền vững đó thì chúng ta tự đặt mình vào trong cái bấp bênh. Tại vì sao? Không có ai ở trong đời này mà cái tâm của mình được ổn định, tâm của mình được kiên định, không động nhờ vào tiền. Chúng ta hãy đi khắp thế gian đi, không có ai mà giàu có mà do sự giàu có tâm họ nó ổn định hết. Người ta ăn giàu, nhưng mà từ trong cách phấn đấu, nỗ lực làm ăn, quý vị biết rồi, có tuần lễ á, thì cái cổ phiếu nó sụp sút do chiến tranh, do lý do tí, do này lý do khác. Mình đang giàu 300 mấy chục tỷ, bây giờ mất trắng 70 mấy tỷ. Và cái chỉ số của thị trường chứng khoán nó lên xuống đó, nó lên một sự dao động của thị trường tài chính và dao động của cái tâm của chúng ta. Phải là một người hiểu đạo, hiểu rất rõ Phật pháp thì chúng ta mới hiểu tại sao bị có dao động thì không có kinh an. Chúng ta bị động có gì đâu mà an lạc. Chúng tôi nhớ là ngày xưa, thưa quý vị, ông bà chúng ta có chữ gọi là an cư lạc nghiệp. Có những cái xóm làng mà ở hẻo lánh đó, thường bị những người thổ phỉ họ đến, họ cướp bóc, họ bắt những cô gái đi hãm hiếp rồi bắt về làm vợ cho các cái lâu la, những tay cường hào ác bá, và cuộc sống của họ nó luôn luôn bị đe dọa. Rồi cũng có những người họ sống ở những thành phố mà họ bị quân của triều đình ức hiếp, rồi họ phải bỏ vào ở trong rừng sâu. Và ở trong rừng sâu thì thưa quý vị, rừng thiên nước độc, bao nhiêu là ác thú. Nhưng mà rồi Khổng Tử hỏi họ thì họ nói rằng dù sao sống với ác thú, sống trong hoang dã đó, nó vẫn đỡ hơn là bị sống ở thì mà bị cái nạn quan lại hại hiếp, thì Khổng Tử cũng phải than. Thì chúng ta thấy không, một khi mà mình sống ở phố phường không có yên ổn, chúng ta đi vào nơi hẻo lánh, ở hẻo lánh không nơi yên ổn, thì chúng ta lại chạy ra phố phường, cái vòng luẩn quẩn là như vậy. Tâm của chúng ta luôn luôn bất an. Và cái tâm bất an, cái tâm bị động, cái tâm không có cảm thấy được an toàn thì nó không thể hạnh phúc được. Chúng ta phải thấy điều đó. Mà tâm dao động thì không có khinh an. Quý vị biết khi nào mà, tại sao người ta hay tìm đến các quốc gia tự do, nền pháp trị ổn định. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trên thế giới có nhiều quốc gia, Thụy Sĩ. Thụy Sĩ bây giờ chứ, nếu cái Thụy Sĩ mà ngày xưa mấy chục năm về trước, chúng tôi biết đó, là thứ gì, có nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp mình bỏ quên cái bóp, người ta đem bóp đến cảnh sát, không ai muốn lấy tiền của mình. Rồi cái Thụy Sĩ bây giờ ta trong một cái cửa không có ai hết, mình vào mình tự hái lấy, rồi mình tự cân lấy, tự trả tiền lấy, trả tiền xong để cái thùng. Càng ít có trộm cướp, ít có cái thái độ mà thiếu văn minh thì người ta gọi đó là cuộc sống hạnh phúc. Thì chúng ta nên hiểu cái tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Tâm của chúng ta ít bị dao động, đó là an lạc. Thành ra một cái người nào mà mới đọc cái câu chuyện ngày Gotika hôm nay đó, thì thật ra ở trong câu chuyện á, đúng là nó có cả hai cái chất bi và hài. Cái chất hài ở đây đó, Ma Vương có vẻ như rất tử tế, là muốn ngài Gotika tiếp tục sống. Ma Vương có vẻ như rất là cung kính, đến gặp Đức Phật, nói những lời tán thán, nghĩa là lên mây xanh luôn, gọi ngài là bậc đại hùng, đại lực, bậc quan danh thiên hạ, bậc đại quang minh, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà thật sự cái tâm ý của Ma Vương là rất là xấu ở trong việc này. Đó là cái hài kịch, nhưng mà cái bi kịch là trọng bệnh, một chứng bệnh mà ngài phải chịu đựng cho đến cuối đời. Ngài Gotika tu hành rất tinh tấn nhưng bị thối thất nhiều lần.
Dạ, quý Phật tử chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ, quý Phật tử. Dạ, hello. Dạ, hello. 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 Dạ, xin lỗi quý vị. Thì thưa quý vị, người Gotika đó, người đối diện với rất nhiều sự đau khổ. Đến cuối cùng á, thì ngài chỉ nghĩ đến một điều là thôi thì thay vì khi mình chứng thiền rồi mà mình để cho cái thân bệnh đó, thì quý vị qua kỹ trời chúng tôi chút xíu. Dạ. Dạ, hello. Hello. Dạ, được. Dạ, được. Dạ. Dạ, vâng. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn. Được. Dạ, dạ, được. Dạ. Dạ, quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Dạ, thưa quý vị, rồi trong cái đối diện với sự đau khổ đó, một cái cuộc sống như vậy, một cái sự phấn đấu như vậy, một con người như vậy, đôi khi chúng ta nhìn thấy đó là một bất hạnh. Nhưng mà rõ ràng là ngài phấn đấu đến cuối cùng. Bị bệnh rồi, mà cũng cố gắng tu. Tu không lao lãng đến cho chứng thiện. Thì bị lui sụp 5 lần 7 lượt vẫn cố gắng. Và cuối cùng lựa chọn là tự cắt cổ mà chết, tự vẫn mà chết. Để làm gì? Để giữ cái thiền chứng không bị lui sụp. Nhưng mà ngay giờ phút đó, thì ngài lại đi đến một cảnh giới một khác. Đó là dùng cái tuệ quán để nhìn vào cái khổ của thân, nhìn vào cái khổ quán để thấy được cái hệ lụy của dùng trầm luân sanh tử. Và ngài ngộ đạo giải thoát. Thì đúng là một người con của Phật đúng nghĩa. Tức là đối diện với đau khổ, đã đứng trong một thế chủ động. Và do thế chủ động này, ngài đã có một thành tựu. Sự thành tựu mới nghe rất là đơn giản, nhưng mà thật không đơn giản chút nào. Đó là chuyển mê, khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Khi mà chúng ta nói chuyển mê, thì chúng ta muốn nói là diệt tận vô minh. Khai ngộ là thành tựu tuệ giác. Nhưng mà vô minh đó là gì? Nếu chúng ta học trong duyên khởi đó, thì thưa quý vị, một cái biểu hiện của vô minh đó là phản ứng đối với tất cả sự việc bằng sầu, bi, khổ, ưu ai. Hãy chúng ta còn phản ứng, chúng ta còn bực bội, còn tức tối, còn giận dữ, còn sầu bộ, thì ở đó còn có dấu hiệu của vô minh. Nó đơn giản như vậy. Và về điều này đó, nó phải mất rất nhiều sự chiêm nghiệm, sự suy nghiệm về giáo pháp để chúng ta thấy tại sao mà vô minh nó hiển hiện qua sầu bi khổ ưu ai. Và ngài đã làm việc mà đúng nghĩa với câu là chuyển ly khổ đắc lạc. Điều này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và bài học ngày hôm nay thì thật ra có nhiều cái từ thuật ngữ cũng như rất nhiều cái cụm từ. Và cũng rất là hoan hỷ là Hòa Thượng Thời Siêu đã điền quyết giải về những cái thuật ngữ này cho chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ như hôm nay. Và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Thật ra chúng ta vẫn còn nhiều bài để nói về ma. Và chúng tôi mong rằng những vị nào đang ở Việt Nam, ở nơi nào mà trời sắp tối không sợ ma, và qua những lời dạy của Đức Phật, qua những câu chuyện ghi lại trong kinh, thì cũng sẽ cho chúng ta thấy được rằng đối với ma ở bên ngoài, thật ra nó không đáng sợ bằng ma ở trong lòng của chúng ta. Đó là phiền não ma. Chúng tôi xin được đảnh lễ chư tôn đức và chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rung thành kính tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng giải phần cuối của bài học ngày hôm nay để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được an vui lâu dài.
con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Con, tôi nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng đông đung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, phương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sukatang katang, sa pa sa nido ati ye sa ta sa nido katang guya palang mayang sa pa ki pawan tu te ye tang katang.